vị, hôm nay chúng ta bước sang ngày thứ tư, ngày 9 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 23 tháng 6 năm Quý Mão. Cùng với đài trên IBC TV, mình đang trân trọng gửi lời chào tương tự đối với tất cả quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết. Ngày thứ tư tại khu vực mở đầu Lido Sài Gòn chỉ có phần giảm nhẹ hơn so với ngày đầu tuần. Rạng sáng ngày hôm nay trời có mây, trưa ngày hôm nay trời có nắng chói chang và tối ngày hôm nay trời có nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất vào ban ngày 78 độ, nhiệt độ thấp nhất cho buổi tối ngày hôm nay 67 độ. Mặt trời sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 09 phút, hoàng hôn vào lúc 7 giờ 44 phút chiều tối. Độ ẩm từ 73% vào ban ngày tăng lên đến 85% trong ngày hôm nay. Sức gió với cường độ 11 dặm một giờ từ hướng nam tây nam vào ban ngày, thay đổi 8 dặm một giờ từ hướng tây nam cho buổi tối ngày hôm nay, và chỉ số UV index đạt ở mức sức cao trên ngưỡng 10/10. Điểm qua thời tiết cho ngày mai, ngày thứ năm, đầu ngày mai trời có mây, trưa ngày mai trời có nắng rực rỡ và đêm ngày mai trời hầu như quang đãng. Nhiệt độ không thay đổi nhiều trong ngày mai, với 77 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày và 69 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai từ 9 tới 11 dặm một giờ từ hướng nam tây nam vào ban ngày, hướng tây nam vào ban đêm, và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ 10 phút. Tiếp nối sẽ là thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài truyền IBC TV. Chúng tôi rất cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành trong những giờ phút vừa qua và kính chúc cho quý vị vô lượng an lạc.